Chào cả nhà khỏe không? Em khỏe. Hôm nay ăn cơm nếp muối mè. Hôm nay là dừa, dừa khô mà nạo. Này là muối mè. Nói muối mè vậy chứ trong đây là đường. Ít muối thôi với đậu phộng. Đây là mấy cái huyền thoại nè, trái dừa. Nóc khoáng. Này. Bên đây là chỉ ăn được dừa khô thôi. Nạo ra là cơm nếp muối mè, nấu cơm nếp huyền thoại, nấu từng sợi với sợi như vậy. Mời cả nhà ăn cơm nếp muối mè. Mời cả nhà